Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Manapang muốn U23 Thái Lan loại U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Manapang đặt mục tiêu U23 Thái Lan phải vào vòng tứ kết. Điều đó có nghĩa nữ tỷ phú quyền lực hàm ý muốn U23 Thái Lan loại U23 Việt Nam ngay từ vòng bảng. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc. Trước U23 Hàn Quốc quá mạnh và nhiễm nhiên chắc suất nhất bảng, tầm vé còn lại ở bảng đấu này, đó là sự cạnh tranh của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Trong cuộc gặp trước khi lên đường sang Uzbekistan dự giải, Madam Pang đã gửi lời cảm ơn từ các cầu thủ U23 Thái Lan vừa tham dự SEA Games 31 trở về, đã được gọi lập tức hội quân thay vì nghỉ phép thêm. Bên cạnh đó, nữ tỷ phú và là chủ tịch câu lạc bộ Pan FC, trường đoàn đội tuyển Thái Lan đánh giá. Ở giải U23 châu Á, mức độ cạnh tranh hứa hẹn cao hơn so với SEA Games. Các đối thủ đều có sự chuẩn bị, vì vậy toàn đội U23 Thái Lan phải cố gắng hơn nữa. Ngoài ra, Madam Pang cho báo chí Thái Lan biết. Mục tiêu của U23 Thái Lan là vào tứ kết tái lập thành tích ở giải lần trước, năm 2020 khi nước này là chủ nhà. Tuy nhiên, để đạt thành tích này, ít nhất chúng ta phải vượt qua hai đối thủ cùng khu vực, đó là Việt Nam, Malaysia trước khi gặp đội mạnh Hàn Quốc. Để làm được điều đó, toàn đội phải thực sự quyết tâm và đoàn kết, thi đấu với phong độ tốt nhất thì mới hy vọng có chiến thắng. Vào ngày 2 tháng 6, U23 Thái Lan đụng độ Việt Nam ngay ở lượt trận đầu tiên. Kết quả của màn so tài này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của cả hai. Đương nhiên, Madame Pang muốn U23 Thái Lan đánh bại Việt Nam để rộng cửa đi tiếp. U23 Thái Lan công bố đội hình tham dự vòng chung kết U23 Châu Á. Theo đó, ngoài những nhân tố chủ chốt thi đấu tốt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á ở Việt Nam như hậu vệ Jonathan Kennedy, tiền vệ Irfan Dolo, Benjamin Davis, tiền đạo Patrick Gutterson, ngoài ba Thái Lan đón chào sự trở lại của Thanawat, Soengchitawan, Suvanat Muenta. Thanawat từng giúp Thái Lan vô địch AF Cup 2020, anh cũng đang thuộc biên chế đội trẻ Leicester City ở giải ngoại Anh. Trong khi đó, Sufanat là thần đồng bóng đá Thái Lan. Đáng ra, anh có thể tung hoành ở SEA Games 31 nếu như Buriram United chấp nhận nhà người. Ngoài ra, U23 Thái Lan chào đón một số nhân tố thi đấu ở châu Âu như là Nicholas Mikkelsen thi đấu ở Đan Mạch, Janik Nussbaum thi đấu Thụy Sĩ, tiền vệ Chanarong đang đá tại Tây Ban Nha, tiền đạo Ajit Bon, Kemridrom, Masur Sienhas thi đấu ở Đức. U23 Thái Lan chọn đội trưởng mới. Hướng đến giải U23 châu Á, Madam Pang quyết định chọn thủ quân mới cho voi chiến khi lần này chọn hậu vệ Chris Sada Kaman, có ngôi sao từ Anh Thanawat Suang của câu lạc bộ Leicester City làm đội phó. Cổ động viên Thái Lan lo sợ đội nhà lại thất bại bởi chiến thuật bí ẩn của tân huấn luyện viên U23 Việt Nam. Thưa quý vị, người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang dành sự quan tâm đặc biệt dành cho huấn luyện viên Gong Ocean, người vừa kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Chỉ hơn 10 ngày sau khi kết thúc SEA Games 31, Thái Lan và Việt Nam tái ngộ ở trận mở màn vòng chung kết giải U23 châu Á. Đây là giải đấu mà hai đội có vị trí thay đổi ở vị trí thuyền trưởng. Trong khi Thái Lan được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Goragut Rimaka, thì U23 Việt Nam là tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Gong Ocean. Đáng chú ý, việc nhiều cổ động viên Thái Lan bày tỏ mối lo ngại về chiến thuật bí ẩn của huấn luyện viên Gong Okion sau khi nhà cầm quân khẳng định với truyền thông Việt Nam rằng ông áp dụng chiến thuật khác so với huấn luyện viên Park Hang-seo khi thi đấu vòng chung kết tại U23 châu Á. Diễn đàn bóng đá Pantip.com vừa đăng chủ đề thu sự quan tâm lớn của cổ động viên. Tân huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho biết sẽ không sử dụng lối chơi của ông Park, sẵn sàng sử dụng những chiến thuật và con người chưa từng xuất hiện trước đây. Chủ đề của diễn đàn pantip.com lập tức nhận được nhiều bình luận từ các cổ động viên Thái Lan. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại U23 Việt Nam có thể trở nên khó lường hơn dưới thời tân huấn luyện viên Gong Ocean. U23 Việt Nam có thể chơi theo phong cách mới, hứa hẹn rất thú vị. Việc có nhà cầm quân mới người Hàn Quốc có thể càng khiến Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn, cổ động viên nhận định trên pantip.com. Huấn luyện viên Park dẫn dắt U23 Việt Nam trong suốt thời gian dài, các đối thủ cũng nghiên cứu kỹ về Việt Nam. Giờ đây, Việt Nam có thể chơi bóng theo những chiến thuật mới, họ có thể trở nên khó lường hơn ở giải châu Á. Nếu không dùng lối chơi thiên về phòng ngự của huấn luyện viên Park, huấn luyện viên mới người Hàn Quốc sẽ dùng chiến thuật nào? U23 Việt Nam bố dĩ rất mạnh vì ông Park, nhưng bây giờ chúng ta khó đoán U23 Việt Nam thì đấu theo phong cách nào. Không loại trừ khả năng sau khi kết thúc vòng chung kết giải U23 châu Á, huấn luyện viên người Hàn Quốc này sẽ được các cổ động viên Việt Nam vây quanh tán dương. Dù sao cũng hy vọng Thái Lan sẽ không để thua khi đối đầu Việt Nam. Chiến thuật bí ẩn của ông Gong Okion là điều rất đáng để chờ đợi. Tôi thích U23 Việt Nam chơi tấn công. Trận đấu với Thái Lan sẽ là một bữa tiệc của bóng đá tấn công. Đúng là huấn luyện viên Park Hang-seo thành công với Việt Nam, nhưng sau nhiều năm U23 Việt Nam cần có huấn luyện viên khác để tự làm mới. Tôi hy vọng cuộc chiến giữa Thái Lan gặp Việt Nam ở giải châu Á sẽ là cuộc chiến cởi mở. Chúng ta không nên lo lắng về chuyện các đối thủ cạnh tranh thi đấu ra sao. Chúng ta nên quan tâm xem bản thân U23 Thái Lan chuẩn bị như thế nào. Tôi hy vọng rằng tại giải U23 châu Á, chúng ta có thể vượt qua Việt Nam và giành vé vượt qua vòng bảng. Một ý kiến khác bình luận. Tiếp theo là tin nóng U23 Việt Nam có đội trưởng mới tại vòng chung kết U23 châu Á. Thưa quý vị, huấn luyện viên Gong Okion vừa chốt thành phần ban cán sự U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 với sự bất ngờ người nắm băng đội trưởng. Sau tấm huy chương vàng SEA Games 31, Việt Nam có mặt tại UAE, bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị mục tiêu quan trọng tiếp theo, vòng chung kết U23 châu Á. Đây là giải đấu mở đầu cho triều đại tân huấn luyện viên Gong Okion, người kế nhiệm huấn luyện viên Park dẫn dắt Việt Nam. Trước thêm vòng chung kết U23 châu Á, huấn luyện viên Gong Okion đã có quyết định đáng chú ý về nhân sự của Việt Nam. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc vừa chốt thành phần ban cán sự đội tuyển, với sự bất ngờ về người giữ trọng trách đội trưởng. Cụ thể, huấn luyện viên Gong Okion chỉ định trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan vào đầu tháng 6. Hỗ trợ cho cầu thủ thủ biên chế Hà Nội FC là hai đội phó thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Được biết, tân đội trưởng U23 Việt Nam nhận nhiệm vụ đầu tiên là trận giao hữu với UAE ngày 28 tháng 6 tại Dubai. Những sự thay đổi của huấn luyện viên Gong có thể coi là đặt dấu ấn trong một sự khởi đầu mới của U23 Việt Nam thời hậu huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là lần đầu tiên Bù Hoàng Việt Anh đeo băng đội trưởng ở U23 châu Á. Anh cũng là đội trưởng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Gong Okion. Tại U23 Việt Nam, Việt Anh được coi là trụ cột hàng thủ với kinh nghiệm thi đấu dày dạn hơn cả. Từng được huấn luyện viên Park trao cơ hội trên đội tuyển quốc gia. Bù Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình được giới chuyên môn khai ngợi có sự tiến bộ và trưởng thành vượt bậc thời gian qua cả hai tạo nên bức tường vững chắc trước khung thành thủ môn Văn Toản, giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games mà không để lọt lưới bạn nào. Thủ môn Văn Toản lần đầu tiên được tín nhiệm vào ban cán sự U23 Việt Nam với chức đội phó, còn Hoàng Anh đóng vai trò đội phó từ đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Park chọn Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng ở kỳ đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á vừa qua. U23 Việt Nam đầu kín với UAE ngày 28 tháng 5 tới trước khi bay sang Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á. Bùi Hoàng Việt Anh và đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Thái Lan ngày 2 tháng 6, Hàn Quốc ngày 5 tháng 6, Malaysia ngày 8 tháng 6. Tin tiếp theo, sau Quang Hải, huấn luyện viên Park chỉ thẳng cầu thủ xuất ngoại tiếp theo của tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra quan điểm cá nhân về việc xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam Bóng đá Việt Nam từng có nhiều cầu thủ xuất ngoại như là Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Thời gian tới, Quang Hải khả năng lớn chơi bóng tại châu Âu. Khi được hỏi về việc xuất ngoại của cầu thủ Việt, chia sẻ trên thanh niên huấn luyện viên Park đánh giá. Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng ở môi trường phát triển hơn thì sẽ rất bổ ích. Một số cầu thủ của chúng ta cũng đã đi rồi. Quang Hải sẽ chơi bóng ở nước ngoài, nhưng cũng có người đang có cơ hội thuận lợi như Hoàng Đức hay Văn Hậu. Hoàng Đức thì đang ở giai đoạn phát triển và nếu có trải nghiệm ở môi trường nước ngoài như Nhật Bản hay Hàn Quốc thì sẽ rất là tốt. Chúng ta phải nghĩ từ cây lớn là ra nước ngoài chơi bóng, điều này khích lệ tinh thần tương lai cho bóng đá Việt Nam, những vấn đề khác chúng ta có thể cùng xử lý. Cách đây không lâu, Hoàng Đức nhận được sự quan tâm của BG Batum United và một vài câu lạc bộ ở Hàn Quốc, thậm chí Batum United đưa ra lời đề nghị cái mức đãi ngộ hấp dẫn cho cầu thủ sinh năm 98. Ở lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam, Hoàng Đức bày tỏ mong muốn xuất ngoại, Hoàng Đức cho biết trong tương lai gần, anh hy vọng sớm có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để thể hiện khả năng của cầu thủ con người Việt Nam. Về phía Quang Hải, nhiều thông tin xuất hiện liên quan tới bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này liên tục xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, tương lai của Quang Hải vẫn chưa được xác định rõ ràng đến thời điểm này. Hải và Đức đều đang trong giai đoạn hội quân cùng tuyển quốc gia tại Hà Nội. Từ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chiều 26 tháng 5. Ngày 1 tháng 6, cả hai sẽ cùng toàn đội gặp Afghanistan trong trận giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.